Còn cảnh linh cậu ngoạm đầu sư tử đi diệu hành. Một trong những cảnh tượng thú vị nhất trong thế giới động vật, đó là cảnh sư tử chiến đấu với linh cẩu, kẻ thù không đội trời chung của chúng, để tranh giành thức ăn. Mỗi con vật đều có những lợi thế cho riêng mình. Linh cẩu có bộ hàm cực khỏe, có thể nhai nát xương con mồi, cùng với đó là số lượng áp đảo về thành viên. Ngoài ra, linh cẩu rất thông minh, chúng rất giỏi trong việc phối hợp với nhau để săn mồi cũng như cướp mồi. Còn sư tử thì to lớn, mạnh mẽ. Bên cạnh bộ hàm chết người ra, chúng còn có những móng vuốt cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra sư tử cũng sống theo bầy đàn, mặc dù số lượng có ít hơn so với linh cẩu. Đặc biệt, linh cẩu cực kỳ sợ những con sư tử đực, do sư tử đực rất to lớn và hiếu chiến. Thực vậy, nhiệm vụ chính của sư tử đực chính là bảo vệ đàn. Những con linh cẩu thường phải khóc hận khi chạm trán với sư tử đực. Thường thì khi chúng đánh nhau sẽ có một bên yếu thế hơn và rút lui. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chúng chủ động tiêu diệt lẫn nhau để thể hiện sức mạnh và diệt bớt mối nguy hiểm. Sau đây là một trường hợp cụ thể. Nhiếp ảnh gia người Bỉ Iris Raoul đã bắt được những hình ảnh hiếm có này tại công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Chúng ta có thể thấy con linh cẩu này đang chạy tới và lui, trưng ra cái đầu đối thủ khốc liệt nhất đời nó. Thật tàn nhẫn, nhưng bản chất của chúng là vậy, cô nói. Những bức ảnh này tượng trưng cho sự tàn bạo, khốc liệt trong cuộc chiến giữa sư tử và linh cẩu. Mục tiêu cuối cùng của chúng là giết chết lẫn nhau. Trong trường hợp này, con linh cẩu ngoạm lấy chiếc đầu của đối thủ lớn nhất đời mình để đảm bảo được ưu thế của loài linh cẩu, Iris chia sẻ. Những con linh cẩu đốm có thể dễ dàng tìm ra các loại thức ăn dễ tấn công và dễ tiêu hóa có sẵn. Một khi đã nhắm chọn mục tiêu, linh cẩu sẽ truy đuổi con mồi tới cùng. Tốc độ có thể lên đến 40 dặm một giờ. Iris tiết lộ rằng cô đã bắt gặp một đàn sư tử vào tối hôm trước. Cô nói, tôi đã nhìn thấy một con sư tử cái bị thương nặng. Con sư tử đó đã không thể giữ được lòng tự tôn của mình và trở thành con mồi cho linh cẩu. Sư tử to lớn và mạnh hơn linh cẩu rất nhiều. Để có thể hạ được sư tử, những con linh cẩu phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng, Iris nói thêm. Ngậm chặt lấy đầu sư tử và dạo quanh cùng với nó là một cách để gắn kết chặt chẽ bầy linh cẩu với nhau. Tất nhiên tôi cũng thấy buồn cho con sư tử, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình thật vinh dự khi được chứng kiến một cảnh tượng độc đáo như thế, Iris chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.